kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại diễn hành của những người đại hàng ở tại LA, kính thưa quý vị, Korean LA Festival. Và quý vị có thể thấy là mọi người đang cách ly sẵn sàng để chào đón những đoàn diễn hành đầu tiên đang có mặt ở tại Korean Town thuộc thành phố LA trên con đường Olympic Boulevard cùng với đường Normandy. Và đây là những đoàn diễn hành đầu tiên, họ có những cái tổ chức mà cho những người chạy bộ nè, rồi xong rồi cho các em nhỏ. Và đặc biệt là hôm nay là ngày mà họ sẽ giới thiệu cho chúng ta về truyền thống của những người đại hàng. Và đầu tiên dĩ nhiên đây là ngày lễ hội cho nên là phải có trống, và họ mang những nhạc cụ rất là truyền thống của người Hàn Quốc đánh trống để mà cùng chào đón các đoàn diễn hành ngày hôm nay. Và đầu tiên là những người đã tham gia các cuộc chạy bộ, sau đó họ mặc trang phục truyền thống của người Hàn Quốc cùng với tiếng trống thật là rộn rã để cùng bắt đầu vào chương trình parade của ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Mình Linh thấy là năm nay thì có rất là nhiều các em thuộc giới trẻ đã cùng tham gia vào các đoàn diễn hành cũng như là tham gia vào tổ chức của diễn hành luôn, giống như những người mà provide cho chúng tôi, đưa pass cho chúng tôi để mà vào quay những event này cũng là các em sinh viên, những người bạn trẻ trong cộng đồng của người đại hàng. Và chúng ta đang có mặt ở ngay con đường Normandy và đường Olympic Boulevard. Và ngay phía bên tay trái của Mình Linh, ngay đằng sau chúng tôi cũng chính là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người đại hàng ngay tại khu Korean Town thuộc thành phố Los Angeles trên một con đường Olympic Boulevard rất là rộng lớn, kính thưa quý vị. Và quý vị có thể chào đón tất cả những đoàn múa truyền thống của người Hàn Quốc ngày hôm nay, giống như tổ chức Power World, đó là tổ chức Korean Traditional Band, để cùng trình diễn những phần trình diễn đặc biệt truyền thống của người Hàn Quốc. Quý vị coi trên những cái bộ phim người Hàn Quốc thì sẽ thấy được đây là những trang phục rất là lộng lẫy và được mặc ở trong cung đình của Hàn Quốc. Quý vị có thể nhìn thấy cái cách mà các cô đội trên đầu trang trí, hoặc là có những trang phục của cung đình, hoặc là những trang phục chỉ dành cho những ngày lễ hội đặc biệt mà thôi. Và họ đang cùng với lại tất cả mọi người chào đón trong một ngày lễ hội thật đặc biệt của cộng đồng người đại hàng tại Los Angeles. Và vừa rồi là phần trình diễn của group Power World, là nhóm mà của nhóm múa truyền thống của người đại hàng đã trình diễn ngày hôm nay. Quý vị thấy là những trang phục rất là đẹp. Thấy ở trên hình ảnh của chúng tôi là hình ảnh của người đại hàng
trong một cái hình rất là đẹp, giống như là một cái nghi thức lễ hội, cái hình ảnh của cô giống như là cô dâu, có thể nói nhìn thấy giống như cô dâu vậy, mặc bộ áo hanbok truyền thống thật sự vô cùng trang trọng. Và sau đó thì họ xếp cái một biểu tượng của mình, xếp một cái banner, rồi sau đó ở ngay phía sau lưng cái hình ảnh giống như cô dâu chú rể đó đó, thì tiếp theo là hình ảnh vua và hoàng hậu của người Hàn Quốc. Họ muốn show ra cái nét văn hóa truyền thống đặc biệt của người Hàn Quốc. Quý vị có thể thấy được đây rõ ràng là trang phục cung đình với lại những trang phục mà của những thời vua Hyeon-seok của Hàn Quốc, mà họ mặc những trang phục là lúc đó là hoàng hậu là phải thắt những cái bím rất là lớn ở trên đầu, mà gọi là kiểu tóc thắt con rít đó, rồi sau đó thì cuộn tròn lại và đính hoa. Đây là bộ tóc rất là cầu kỳ, và quý vị có thể thấy rằng là đây là nét truyền thống đặc biệt của ngày hôm nay. Người Hàn Quốc họ cũng trước bày ở trên đại lộ Olympic Boulevard thuộc thành phố LA để cho chúng ta được tìm hiểu thêm. Quý vị thấy đây là truyền thống của vua và hoàng hậu, kính thưa quý vị. Rồi tiếp đó là vua và hoàng hậu, rồi ngay phía sau đó là hình ảnh của những trang phục cũng thuộc cung đình, mình có thể gọi là những cung phi. Và đó, rõ ràng là đây là cái nét cung đình, và đặc biệt có thể đây là những người cung phi của nhà vua, và họ mặc những trang phục như thế này để cùng vinh danh nét đẹp của người Hàn Quốc với những trang phục vô cùng truyền thống đặc sắc, và đặc biệt là mái tóc, quý vị thấy là họ cũng làm rất là kỹ càng trong ngày hôm nay. Và tiếp đến nữa, đây là phần trình diễn của một nhóm múa tiếp theo. Quý vị thấy là người Đại Hàn họ có nhiều các trường dạy múa truyền thống để cho các em thiếu nhi có thể gìn giữ được truyền thống của người Hàn Quốc, với lại những phần trình diễn múa hoạt rất là đẹp ở trên nền nhạc của bài Arian, một trong những bản nhạc truyền thống nhất của người Hàn Quốc, mà hầu như trong những ngày lễ hội không thể nào thiếu cái phần trình diễn của bản nhạc Arian. Và quý vị có thể nhìn thấy rằng là trong phần trình diễn ngày hôm nay, các em nhỏ của một trường dạy múa đang biểu diễn ở ngay trên đại lộ Olympic thuộc thành phố Los Angeles, và ngay ở trong khu Korean Town.
biểu diễn của các em được mọi người tán thưởng nhiệt liệt luôn, đã vỗ tay thật là nhiều để mà cùng cảm ơn các em về phần trình diễn đặc biệt ngày hôm nay, với lại phần múa quạt rất là đẹp kính thưa quý vị, và đó là sự kết hợp của nhiều người mới có thể tạo ra những hình ảnh, những chiếc quạt có thể moving, có thể uốn lượn đẹp đến như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần tường trình của chúng tôi ngay tại Korean Festival và được tổ chức ở ngay tại Korean Town thuộc thành phố Los Angeles ở trên con đường Olympic Boulevard và đường Normandy. Và quý vị thấy sau lưng Mỹ Linh sẽ có phần hội chợ. Ở đây có bán rất là nhiều những gian hàng mà những loại mà dược thảo nổi tiếng của người Hàn Quốc, đặc biệt là sâm đại hàng cũng như những loại cá cơm của người đại hàng rất là lớn. Rồi phía sau đó là các gian hàng ăn và đặc biệt có một chương trình trình diễn văn nghệ kéo dài miết từ ngày thứ năm cho đến ngày chủ nhật luôn mà quý khán giả có thể theo dõi. Và chúng tôi đã tường trình với quý vị ngay tại Korean Festival thuộc thành phố Los Angeles trong một ngày rất đẹp trời ngày hôm nay. Và bên cạnh trò chơi truyền thống thì ở đây còn có các gian hàng để mà các em có thể làm lồng đèn, mà lồng đèn hoa sen thưa quý vị, gọi là Lotus Flower Making, để mà các em có thể tự tay mình trang trí một chiếc lồng đèn hoa sen bày cho các em làm, dùng một cái ly giấy úp ngược nó xuống, sau đó thì tạo thành cái đế, rồi bắt đầu dán lên trên đó những cánh hoa để tạo thành hình hoa sen, rồi sau đó có thể vẽ màu lên trang trí đó, bày cho các em một cái trò chơi truyền thống để các em có thể tự làm một cái lồng đèn hoa sen rất là đẹp thưa quý vị. Và tiếp đến nữa, ngoài gian hàng mà để chúng ta có thể làm lồng đèn hình hoa sen thì ở đây là gian hàng nặng gốm để mà mọi người có thể thử sức nặng ra những chiếc bình gốm thật là đẹp cho mình thưa quý vị. Đây cũng là một trong những ngành nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc khi xưa đó là có luôn cái nghề thủ công như thế này, rất là truyền thống, và có những làng gốm nổi tiếng, và gốm của Hàn Quốc cũng đã được xuất khẩu đi qua các nước châu Âu cũng rất là nhiều trong thời kỳ mà lúc mà Hàn Quốc còn được trị vì bởi những vị vua ở trong thời kỳ quân chủ lập hiến, thì nước Hàn Quốc cũng có một cái truyền thống làm nghề gốm sứ không thua gì cả Trung Quốc. Tại vì lúc đó thật ra Trung Quốc cũng du nhập cái ngành nghề này đến với lại Hàn Quốc thưa quý vị. Và đây là một gian hàng để cho các em nhỏ chơi trò chơi truyền thống của người Hàn Quốc, tức là đứng từ xa ném tên vào những trong chiếc lọ mà có bình cao ở kia. Thấy vậy thôi chứ khó lắm nha. Mà hồi xưa đó tất cả những người nam nhân của Hàn Quốc thì đều cần phải học trò chơi này, chơi từ nhỏ để có thể bắn cung bắn tên rất là chính xác. Đó quý vị có thể thấy đây là một trong những trò chơi rất là truyền thống của người Hàn Quốc. Có những em nhỏ đó vào đây chơi sẵn tiền mang cài tới tận cái bình bỏ vô luôn. Rất là fun thưa quý vị. Thank you. Dạ, và bây giờ Mỹ Linh cũng thử nha, biết đâu được là mình có thể làm. Và quý vị có thể thấy một khung cảnh rất là vui, rất là náo nhiệt ở trong hội chợ của ngày hôm nay, trong một ngày truyền thống của người đại Hàn. Và người ta xếp hàng ở đây để mà có thể mua tất cả những loại dược thảo, các loại trà, các loại sâm, những loại thực phẩm khô như là cá khô vân vân, hồng khô, tất cả đều có ở đây. Và nghe nói là ở đây sẽ có thể tìm được những cái gian hàng mà họ bán wholesale để mà mọi người có thể về để mà bán lẻ lại thưa quý vị. Đây quý vị có thể thấy các gian hàng trà, và trà này là trà có mùi trái lê đó, trà lê nè, thấy không đó, Yonwood Green TNT đó. Rồi ở phía dưới kia thì có cả luôn cả hạt dẻ. Rồi ở bên này đó thì họ bán tất cả những cái loại mà dược thảo, rồi có thể uống ngay ha, rồi có luôn cả giới thiệu về gạo cũng có luôn. Dạ, rất là nhiều các sản phẩm ha, rồi các sản phẩm về rong biển để mà nấu canh, hoặc là các loại đồ ăn khô để mà dùng để nướng nè, đó, rất là hấp dẫn. Và cảm ơn quý vị, chúng tôi đã cùng với quý vị đến thăm một số những gian hàng ngay bên trong hội chợ của người đại Hàn. Và chúng ta thấy là có rất nhiều sản phẩm tại đây, mà nếu quý vị yêu thích những sản phẩm đại Hàn thì trong những lần hội chợ như thế này quý vị có thể tìm đến. Mình Linh tin rằng sẽ có rất nhiều sản phẩm mà quý vị ưng ý.